Trời ơi, tin được không? Đây là một cỗ máy đã 19 năm lăn bánh di chuyển ở tại thị trường Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy đấy ạ, cỗ máy thì đang nổ, điều hòa đang bật, nấc gió đang để số 2 mà chai nước vẫn nằm rất là im, không hề có một cái động tĩnh rung lắc. Đây là một cỗ máy phải nói là đi vào huyền thoại của dòng xe Mazda. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm xăng, chạy ổn định, lành bền, nếu chúng ta đi khoảng tầm 5 đến 7 năm nữa thì đây là một lựa chọn mà không thể bỏ qua. Chào mừng quý khách hàng thân yêu trên cả nước đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Xuân Quyết Auto, đỉnh cao xe chất. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em giới thiệu cho ông ta một chiếc xe nằm ở trong phân khúc sedan hai đầu, là một chiếc xe Classic Mazda 323 đời 2003. Chiếc xe này được mang trên mình một cái ngoại hình rất là đẹp, màu sơn của xe mận chín, nhìn nó rất là sang trọng, bóng bẩy, toát lên một lớp nảy nhũ rất là đẹp. Với mức giá thì chỉ hơn 100 triệu thôi quý vị ạ. Nếu mà chúng ta tìm kiếm cho mình một chiếc xe tập lái, tránh mưa che nắng, đi cho cả một gia đình 5 người an toàn, với mức tiền nó chỉ bằng một con xe SH thôi. Nếu mà cái tầm tiền đó hơn 100 triệu chúng ta chỉ mua được một cái con xe như là Spark Morning i10, là chiếc xe chạy dịch vụ. Chúng ta đi chiếc xe Mazda 323 Classic này, nó mang lại cho chúng ta những cái gì ạ? Thứ nhất là nó thoải mái, bởi vì cái khoang động cơ nó là riêng biệt phía trước, đầu nó dài, khoang lái và cái khoang hành khách nằm ở phía giữa, rất là thoải mái, rộng rãi. Cái khoang hành lý là cái cốp ở phía sau. Trên chiếc xe được trang bị đầy đủ tất cả các tính năng công nghệ option cơ bản giúp chúng ta di chuyển ở bên trong xe cũng như các cung đường dài rất là an toàn. Nếu mà chúng ta là những người trên 35 tuổi đi chiếc xe này thì sẽ rất là phù hợp, còn các bạn trẻ hơn tất nhiên là nhìn nó sẽ có một gì đấy nó hơi lỗi lạc, hơi già một chút. Nhưng mà về cái phần khối động cơ ở trên chiếc xe này thì khẳng định với chúng ta là không thể chê vào đâu được. Nếu mà chúng ta bỏ ra cái mức tiền khoảng tầm trên dưới 500 triệu để mua những con xe Toyota Vios thì nói thật ra khi mà chúng ta ngồi trên chiếc xe này mới cảm nhận được cái độ cách âm chống ồn, độ đầm, độ chắc của Mazda, của thương hiệu Nhật Bản Mazda 323. Nó mang lại cái giá trị chất lượng nó hơn hẳn so với cả những chiếc xe hạng B như là Vios bây giờ khoảng tầm trên dưới 500 triệu tùy theo phiên bản. Chiếc xe này được trang bị là khối động cơ 4 máy, máy 1.6. Bóng khí an toàn, ghế hành khách cũng như là trên vô lăng của người lái. Vô lăng thì được nâng hạ điều chỉnh lên xuống. Toàn bộ dàn kính của xe là được chỉnh điện. Kính lái là một chạm auto. Gương của xe là chỉnh điện quý vị nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì chúng ta biết ấy, nó rất là chất lượng. Cũng gần 20 năm rồi, đồng hồ odo của xe là chuẩn 22 vạn quý vị nhé. Máy của xe vẫn còn nguyên tuyệt đối quý vị ạ. Phần cò, phần cam thì có chỉnh rồi, còn về phần động cơ của xe thì còn nguyên bản. Từ 2003 đến 2010, tất cả các form dáng của Mazda nó đều có một cái nhang nhác giống nhau. Những thấu kính pha đèn còn trong suốt, đèn gầm rất là sáng. Logo nằm ở trung tâm, lưới tản nhiệt nằm ở phần trung tâm, nó tạo ra một cái nhìn rất là khỏe khoắn, trẻ trung. Biển kiểm soát Hà Nội, nếu mà chúng ta cần rút hồ sơ thì bên em sẽ có thủ tục rút hồ sơ sang tên toàn quốc. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị anh chị bạn đang xem video clip của em Quyết, hãy ủng hộ em nhé bằng cách đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể các cái video tiếp theo mà em up lên trong tương lai, trong mỗi ngày. Ngay sau đây thì em sẽ nổ máy, bật điều hòa để cho chúng ta chiêm ngưỡng về khối động cơ ở trên chiếc xe Mazda 323 Classic này. Giá thì chỉ có hơn 100 triệu thôi mà chúng ta đã có một chiếc xe hai đầu nằm ở trong phân khúc hạng C để chúng ta di chuyển ở tất cả các cung đường, tránh mưa che nắng rất là tốt. Máy em đã nổ, điều hòa đã bật, nắp capo em đã hé rồi. Và bây giờ em sẽ lật lên để cho chúng ta quan sát này. Tất cả những xe ở bên em về thì đều có cho kiểm tra tổng thể, từ phần gầm bệ, rô tuyên, thước lái, thụt thò. Tiếp theo là về phần máy, dầu máy, nước mát, dầu số, dầu láp, để chiếc xe ở một trạng thái hoàn hảo nhất. Khi quý vị anh chị bạn mua chiếc xe này về chỉ có đổ xăng là chúng ta di chuyển thôi, không tốn thêm bất kể 1.000 nào chi phí vào chiếc xe này cả. Kể cả là đăng kiểm thì chiếc xe này em cũng vừa mới khám ngày hôm qua thôi. Chính như vậy là đăng kiểm còn rất dài, tới gần cuối năm. Về cái phần nỉ ở trên nắp capo đấy, theo thời gian 5 tháng có đôi chút là bị bong chóc trời xước, nhưng còn rất đẹp, liền khối, không hề bị rách quý vị nhé. Đây là một cái khối động cơ 16 van thẳng hàng, trang bị 4 máy, động cơ 1.6. Điều hòa đã bật và chúng ta thấy không ạ, máy nổ phải nói là cực kỳ êm. Em sẽ nhấc luôn chai nước đặt lên đây. Tin được không, đây là một cỗ máy đã 19 năm lăn bánh di chuyển ở tại thị trường Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy đấy ạ, cỗ máy thì đang nổ, điều hòa đang bật, nấc gió đang để số 2 mà chai nước vẫn nằm rất là im, không hề có một cái động tĩnh rung lắc. Đây là một cỗ máy phải nói là đi vào huyền thoại của dòng xe Mazda. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm xăng, chạy ổn định, lành bền, nếu chúng ta đi khoảng tầm 5 đến 7 năm nữa thì đây là một lựa chọn mà không thể bỏ qua.
Bây giờ em sẽ ga cái máy lên để cho ông ta cảm nhận được về cái tiếng nổ nó gầm gừ, nó uy lực, nó chắc như nào quý vị nhá. Máy của chiếc xe Mazda này thì nó là không thể chạy vào đâu được, quá là chắc chắn chất lượng. Bây giờ em sẽ đóng nắp capo xuống cùng em đi trải nghiệm chiếc xe này trên đường xem độ cách âm chống ồn, khả năng lái như thế nào quý vị nhé. Nếu mà chúng ta cầm chỉ hơn 100 triệu thì nó thật ra là chỉ mua được con SH thôi đúng không? Và chiếc SH thì chỉ đi được 2 người, đi 3 người thì lại không đi được. Mà trời nắng thì nó thật ra là rất là bụi bặm, mà trời mưa thì đi phải nói là rất là ướt át đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta mua cho mình một chiếc xe ô tô con, tất nhiên là không phải xe mới, cũng chẳng phải là xe cao cấp gì cả, đơn giản chỉ là một chiếc xe tránh mưa tránh nắng, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ cho chúng ta mọi yếu tố. Thứ nhất là bóng khí an toàn trên vô lăng, bóng khí an toàn ở ghế hành khách. Tiếp theo nữa là chúng ta đi điều hòa mùa hè thì mát lạnh, mùa đông thì ngồi rất là ấm, mà bật điều hòa ấm lên cũng rất là thoải mái, giống như kiểu chúng ta bật cái máy sưởi ở nhà vậy. Thế thì cái mà nó hữu dụng ấy, là chúng ta lại đi được 5 người. Chẳng hạn như ví dụ như là Tết Nguyên đán này chúng ta đi chơi đâu đó khoảng tầm 100-200 cây, đi từ sáng sớm đến tận khoảng đâu đó 1-2-3 giờ chiều mới tới cái địa điểm mà chúng ta dừng chân. Mà đến nơi rồi nếu trời nắng ấy, thì nó bụi bặm, toàn bộ cái mặt của ta nó đã bị coi như là bụi bặm bẩn hết, đen hết. Mà trời mưa thì nó thật ra là áo mưa nó rất là lòe xòe, đúng không ạ? Nhưng mà cũng chỉ một cái phương tiện đi lại, tầm tiền hơn 100 chúng ta mua một chiếc xe ô tô con như là chiếc này Mazda 323 đúng không ạ, thì chúng ta đi rất là sạch sẽ, lúc nào cũng đảm bảo an toàn. Không phải là một chiếc xe cũ ăn nhiều xăng đâu quý vị ạ. Khi chúng ta di chuyển, cái mức tiêu hao nhiên liệu ăn ít ăn nhiều nó phụ thuộc vào hai cái chân của ta này, chân ga, chân côn, chân phanh, đúng không ạ? Và cái cách chúng ta chuyển số sang số sớm hay là muộn, và chúng ta ép xe nó đi ở vòng tua máy bao nhiêu. Thế thì chúng ta thấy đấy, một chiếc xe Mazda đã 19 năm tuổi rồi thì chúng ta thấy máy nổ cực kỳ là êm, chắc chắn, chất lượng. Và cái di chuyển thì nó thẳng tắp luôn, không có hề bị nhao lái, lệch lái, rô tuyên, thước lái, thụt thò, thì phải nói là rất là chắc chắn. Mà ông ta lái nó rất là nhàn. Vô lăng phải nói là rất là nhỏ gọn, bọc da, đi đầm chắc. Trong khi đấy là có cả giải trí, màn hình, camera để mà ông ta di chuyển ở tất cả mọi các cung đường, gần cung đường xa. Tại sao mà chúng ta phải lựa chọn một chiếc xe một đầu, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta quan tâm chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với em Quyết để sở hữu nó nhé. Với mức giá thì cũng chỉ 150 triệu thôi, chúng ta đã có chiếc Mazda này rồi, chúng ta đi rồi. Ngay bây giờ thì em đang di chuyển ở đường nội đô trong phố đây, chúng ta có thể quan sát liên tục, phải là lên số, xuống số, về số. Tất nhiên với cái mức tiền mà chỉ hơn 100 triệu thì chúng ta mua một chiếc số sàn ấy, đi nó sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều so với việc là chúng ta đi một chiếc xe số tự động. Bởi vì số tự động thì nó sẽ bị tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, máy lúc nào cũng phải giữ ở một cái chế độ gọi là nổ vòng tua máy từ 1.000 đến 1.400. Nhưng mà ở số sàn chỉ cần cắt côn thôi, gần đèn đỏ ta có thể là trôi từ từ đến, nó cũng rất là tiết kiệm. Cái nữa là dừng đèn xanh đỏ ta chỉ cần bỏ cái chân côn về N thôi là ta đã tiết kiệm được rất là nhiều xăng rồi. Còn lại số tự động chúng ta vẫn phải giữ phanh và vòng tua máy nó vẫn có một cái độ nó gằn để nó đẩy cái máy lên. Chúng ta thấy đấy, một chiếc xe thì chạy cũng hơn 10 năm ở thị trường, gọi là 19 năm, chạm 20 năm rồi. Tất cả các chi tiết của xe còn rất là đẹp, vô lăng củ số rất đẹp và chuẩn km chỉ có 22 vạn thôi. 19 năm 22 vạn quý vị ạ. Tính trung bình mỗi năm 1 vạn là một chiếc xe phải nói là rất là chất. Không hề nghe thấy bất kể một tiếng nổ, một tiếng động cơ nó vọng vào trong khoang lái hay đâu quý vị nhé. Chúng ta có thể là nghe được cái tiếng âm thanh trực tiếp từ em nói ra, và nếu mà ồn là chúng ta đã phát hiện rồi. Còn nếu chúng ta đi vào đường bê tông là một này, hay chúng ta di chuyển vào cái cung đường, đường nhựa, đường nhám ấy, thì chắc chắn là sẽ có tiếng lốp nó vọng vào, bởi vì cái tiếng lốp ấy, nó khác với cả cái tiếng ồn của động cơ. Thế thì nếu mà chúng ta lựa chọn so sánh với những chiếc xe ở phân khúc hạng C đời mới bây giờ 700-800 triệu thì tất nhiên là không thể so sánh được đâu quý vị ạ. Nhưng mà với cái mức tiền mà 400 triệu, 500 triệu quay trở lại so sánh với chiếc xe Mazda 150 triệu này thì nói thật với quý vị là những cái con xe như là Hyundai Accent hay là Kia Rio hay là Toyota Vios hay là Chevrolet Avell nằm ở trong phân khúc hạng B hay là những cái con mà chạm đến hạng C rồi thì không thể nào mà so sánh được. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này nó chỉ 7 lít thôi.
Toàn bộ dàn kính của xe là nguyên bản zin hết quý vị nhé. Và trên dàn kính đã được dán một lớp phim 3M giúp cho chúng ta là rất riêng tư khi chúng ta ngồi bên trong, chống tiêu UV, tiêu cực tím rất là tốt. Về cái phần sườn xe, cánh cửa thì sơn của xe là còn zin tới 65% trên chiếc xe này. Tất cả các cái phần sơn của xe là zin thì cái tiếng gõ này nó toàn là tôn thôi, chứ nó không có matit, nghe tiếng nó rất là đanh chắc quý vị ạ. Về phần la răng 5 chấu đơn thôi, nhưng mà nhìn rất là khỏe khoắn, rất là đẹp bóng. Phía bên trong cái đùm phanh này đã được là sơn màu đỏ, nhìn rất là khỏe. Và cái bên ngoài là lớp bề mặt sơn nhũ rất là đẹp quý vị ạ. Xi nhan thì tích hợp ở trên sườn, năm 2003 thì chưa xi nhan ở trên gương đâu. Và đã được trang bị luôn cả một cái vè mưa giúp cho cái khả năng mà hé kính trời mưa cũng rất là tốt. Phần táp ly của xe đây quý vị quan sát cho em chuyên sâu từ táp ly đi vào vô lăng cũng cánh cửa bên phải. Nội thất của xe thì cực kỳ đẹp đúng không ạ? Trên chiếc xe này bác chủ cũ bác đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận. Sàn nỉ của xe là nguyên bản vẫn còn quý vị nhé. Và đã được làm một lớp sàn 3D rất là dày dặn, kể cả từ cái miếng lót sàn, lót chân ấy, còn rất là đẹp quý vị ạ. Trên chiếc xe này thì ghế đều điều chỉnh bằng cơ, được bơm ghế, chỉnh ghế cao thấp là tổng 8 hướng quý vị nhé. Tiếng đóng cửa của xe đấy ạ, thì rất là chắc chắn. Răng keo của xe còn rất đẹp, hàng ghế đằng sau thì toàn bộ là đều là da xịn cao cấp quý vị nhé. Là tất cả các cái mặt này đều là bề mặt da lỗ thông hơi, có được trang bị luôn cả một cái bệ tì tay ở hàng ghế phía sau nữa, giúp cho khả năng người ngồi hàng ghế sau cũng rất là thoải mái. Về phần táp ly cánh cửa hàng ghế sau đấy ạ, toàn bộ trên này là da này, màu kem ở phía dưới này là da màu đen. Tất cả các cái tay nắm này rất là chắc chắn, cũng đều là cao su non cả. Tay mở cửa quý vị này, nghe cái tiếng thôi đã thấy thích rồi. Được trang bị luôn cả màn hình camera lùi. Phía bên trong này lớp nỉ còn rất là đẹp nguyên bản hết quý vị ạ. Và trên chiếc xe này thì trang bị là có 6 loa tất cả nhé, 4 loa cánh cửa, 2 loa trầm ở phía sau, cho nên là khả năng tái tạo âm thanh mang cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh nghe rất là hay. Và hạ được cái hàng ghế phía sau xuống để cho chúng ta có thể để hàng hóa đồ đạc ở đây, được chưa? Rất là rộng luôn. Hạ cả hai bên thì nếu mà chúng ta chở hàng hóa gì, là những cái bao tải hoặc là những thùng xốp, thì nó sẽ có một cái khoang để chúng ta chứa hàng rất là rộng, được chưa? Xuyên ra hàng phía sau. Bây giờ em sẽ nhấc cái này lên này. Lốp sơ cua của xe quý vị này, lòng đựng lốp sơ cua thì nó phải nói là nó quá đẹp luôn. Chúng ta nhìn cái nước sơn ấy, sau bao nhiêu năm nó chỉ gọi là đôi chút hơi có bong chóc một vài chỗ khi mà tiếp giáp thôi, còn lại bên trong nó rất đẹp. Lốp sơ cua là nguyên bản các cái la răng này nhé. Cánh cửa ở bên phụ hàng ghế sau thì chúng ta thấy đấy, táp ly, táp lô, tay mở cửa rất là đẹp phải không ạ? Dựng cái này lên này, khi mà chúng ta lấy hàng có thể là để hàng xuyên này, chúng ta lấy đây luôn được, hoặc ta dựng lên. Đó, lại có một cái vị trí rất là rộng. Ngồi. Đóng lên. Tiếng đóng cửa này quý vị, nghe rất là chắc chắn phải không ạ? Sang phía bên đây cũng vậy. Cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em Quyết đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến chúng ta một chiếc xe Mazda 323 Classic được sản xuất đăng ký lăn bánh 2003. Chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá rất yêu thương, chỉ 150 triệu thôi. Chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc xe sedan 2 đầu nằm ở trong phân khúc C rộng rãi thoải mái, với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 7 lít trên 100km thôi. Chỉ 150 triệu chúng ta đã sở hữu cho mình chiếc xe Mazda này rồi. Nếu chúng ta xem video clip này thấy hay, hữu ích, anh chị em bạn bè người thân mình đang cần, hãy chia sẻ video clip này cho nhiều người cùng biết đến nhé. Và chúng ta hãy liên lạc với em với số điện thoại em để dưới màn hình là 0365639999. Kết bạn Zalo em số điện thoại là 0775805555 để em hỗ trợ tư vấn tất cả các thủ tục về mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô từ 29 chỗ. Em là Xuân Quyết, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và bạn đã xem hết video clip của em Quyết đến giờ phút này.